Vừa mới cưới chồng mà đã khóc thút thít như vậy rồi. Thế thằng chồng chị đã làm cái gì để cho chị khóc như vậy? Mẹ đã bảo rồi, cưới chồng khổ lắm. Cảm thấy không ở được thì bỏ xử nữa đi. Về nhà ở gia đình mình chị ạ. Không em ạ, chị khóc là bởi vì chị sung sướng quá. Rồi chị biết đấy, lấy chồng mà sướng như này á, chị lấy từ lâu rồi. Chị tiếc cái tuổi thanh xuân của chị ở nhà làm bà cô già. Biết đâu là lấy chồng nó sung sướng như thế này đâu em. Nó làm tình ý, làm tội mình nó sung sướng lắm em ạ. Cái gì nó hừ hừ lên như thế đấy. Này chị bảo nhá, mày là mày cũng lấy chồng sớm đi. Rồi không ai lại sau lại ngồi khóc đấy. Ô, sao lại khóc như chị ạ? Ừ rồi, khóc vì sướng nhé. Em ơi, vợ của anh ấy, nó bỏ đi rồi, anh tới đây luôn nhá. Từ nay mình được sống chung với nhau đấy. Ok, ok, anh tới ngay nhá. Đấy nhỉ, úi giời ơi, dễ khóc gì. Anh chỉ đùa em tí thôi. Thực ra anh biết em trốn ở đây rồi. Anh đùa thì thôi nhá. Đùa đùa đùa. Làm gì có bồ. Thôi đi, đi nấu cơm anh ăn nhá. Anh đi nấu. Thôi đi đi nhá. Tí nữa thì chết. Alo, em yêu à? Ừ, anh không đến được rồi. Vợ anh lừa đấy, tí nữa thì lộ mất. Ừ, nha, hôm khác nha. Này, anh vừa trả bài hoàn thành nhiệm vụ nhá. Trời ơi, vẫn chưa là hoàn thành chỉ tiêu đâu. Vợ biết bây giờ nhá, mẫu người đàn ông đích thực là gì không? Vợ biết rồi, hay là chồng muốn nhé? Luôn. Mọi người bảo nhá, mẫu người đàn ông đích thực bây giờ là một tuần là phải không ngủ ở nhà một hôm. Nhưng mà tiện quá, hôm nay bọn bạn anh đang tổ chức nhá. Hay là vợ cho anh làm người đàn ông đích thực một hôm nhá. Này, ôi chồng đi luôn, ôi đi ngay. Ôi trời, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đấy, đúng rồi, để cho mà cái người đàn ông đích thực khác người ta qua đây, người ta ngủ qua đêm. Rồi. Rồi ơi, làm ăn thì bát nháo, thế mà đích thực có mà thích được ấy. Mình ra kia uống nước đi, anh khát nước quá. Chủ quán ơi. Dạ. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Anh sống ra sao, yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh. Rồi hòa đêm đen làm sao em quên. Nhiều năm tháng em
Dạ, anh chị dùng gì ạ? Cho mình 2 dừa tươi nhá. Vâng. Ai đấy em? À, người yêu cũ hồi trung học của em đấy ạ. Người yêu cũ? May cho em đấy nhá. May cho em là lấy được anh đấy. Bây giờ được làm vợ của giám đốc. Chứ không á, bây giờ thì mày mặt bán nước dừa ở đây rồi nhá. May cho anh ấy. May là anh đã lấy tôi ấy. Nếu không thì cái ghế giám đốc của anh ấy đã là của anh ấy rồi. Này, sao hôm nay mày đi đâu mất hút đấy? Trời, tao bận lắm. Bận à? Nhìn mặt trời này có vẻ vui nha. Vui thật. Tao bảo là tao vừa chén được 3 em ơi. Vừa tròn 18 đôi mươi mà lại còn nguyện trình đi với nhau chứ. Ui, ngọt thế. Chỉ cho tao cách với. Nói thật là tao mới quen một em nhưng mà lại chưa bú được. Làm cách nào bú được chỉ với. Kém thế. Tao này, tao chén được 3 em đấy rồi mà tao lại bỏ được hết rồi thế mới tải. Oh no. Mất hút luôn. Mất hút luôn đi. Ôi trời, xíu thế. Chỉ bí kíp luôn đi. Bí kíp gì? Thế bây giờ tao hỏi mày nhá. Bây giờ con gái nó thời buổi bây giờ ấy, nó yêu vì cái gì? Con gái tầm này là yêu vì tình. Lại con gái thời buổi này lại yêu vì tiền. Kể cũng phải. Mấy lần tao đưa em hàng để đi chơi, toàn đi ăn chỗ đắt, xong rồi dẫn vào đi mua túi hàng hiệu, giày hàng hiệu. Ôi dồi ôi, mà chả chơi múi được gì cả. Lòng mà sành lắm. Các với chỉ gì? Bây giờ mày về mày đầu tư cho tao một cái điện thoại hàng hiệu luôn cho tao. Sau đó mày đem đi tặng cho nàng. Mày điên này. Điện thoại chả có mà dùng lại còn tặng. Từ tao nói thế nào, tiền ăn mua túi cho nó còn hơn rồi. Nghe tao nói. Mày tặng cho nàng. Bước đầu để mày kích thích cái dục vọng của nàng. Sau khi mày chén được nàng rồi thì sao? Thì mất điện thoại rồi làm gì còn gì nữa. Ngu này. Sau khi chén được nàng, mày chén chán rồi ấy, thì mày bắt đầu mày dở trò cho tao. Dở trò? Làm gì? Mày bảo với nàng là mày đang cần phải đầu tư vào một cái dự án lớn, đang cần rất là nhiều tiền. Mày mượn cái iPhone của nàng ấy, con điện thoại hiện mày tặng cho nàng ấy. Thế mày bảo là anh mượn nên đi cắm để anh đầu tư. Xong đó là mày chốt cho nàng một câu thật chắc chắn cho tao là sẽ mua lại cho nàng con điện thoại xịn nhất bây giờ nhỉ, iPhone X cho tao. Ôi ôi, làm đấy có tiền mà tặng. Ngu thế nhở. Bây giờ mày chén chán rồi mà trong tay mày lại cầm lại được điện thoại rồi thì sao? Thì sao? Thì cút lại cầm cái điện thoại đấy đi tặng cho em khác. Đấy, cứ lần lượt mày sẽ chén được nhiều em. Đấy. Ê gì? Đúng rồi. Cao nhân ở đây đi đâu? Đấy, đi đi. Hay. Nằm luôn nhá. Anh có yêu em không? Anh không yêu em thì yêu ai? Thế trước đây là anh cũng yêu nhiều người rồi đúng không? Trước đây à? Đúng là trước đây anh cũng yêu khá nhiều người rồi. Vậy thì chắc chắn là anh cũng sẽ có những cái mối tình rất là sâu đậm. Sâu đậm à? Anh cũng có một vài mối tình tương đối sâu đậm. Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thực ra là em cũng giống như anh thôi. Em cũng có những cái mối tình rất là sâu đậm. Và một trong những mối tình rất là sâu đậm đó, thì để kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm mặt của anh ý lên ngực bên trái. Làm sao không anh? Xăm mặt lên ngực trái luôn thật. Thì mà thôi, chuyện là chuyện quá khứ, mình đừng nhắc đến nữa em ạ. Thế nhưng mà em vẫn còn lấn cấn một chuyện nữa. Lại chuyện nữa? Em nói xem. Tức là sau khi mà chia tay cái mối tình rất là sâu đậm ấy, thì em lại vấp phải một cái mối tình rất là sâu đậm hơn. Và cũng để kỷ niệm cái mối tình đó, em cũng xăm mặt của anh ý lên ngực bên phải. Có vấn đề gì không hả anh? Anh bị làm sao thế?
anh đang nghĩ là một thằng mặt bên ngực trái, một thằng mặt bên ngực phải. Thế thì 10 năm nữa mặt chúng nó dài thế nào nhỉ? À đâu. Hứa về chuyện ngày mai. Oh no. Mèo à? Rời. Mày đi đéo đâu mà như kiểu đi ăn cắp với mày. Ai ăn cắp? Có một chúng nó ăn cắp của tao ấy. Chúng nó ăn cắp về à? Đâu? Nào, tao nào. Cái bọn ở cửa hàng điện thoại. Cửa hàng điện thoại á? Cửa hàng điện thoại ăn cắp gì của mày? Đây. Mới mua điện thoại à? Mới mua. Đây. Nó đây à? Đồ đèo đấy. Oh no. Đèo á? Tao như nào? Đây, tao kể cho mày nghe nhá. Cái điện thoại này, tao hôm đấy tao mang rất nhiều tiền ra cửa hàng điện thoại. Tao bảo chúng nó là bán cho anh cái bản Mỹ, bản nước ngoài. Thế là chúng nó đưa cho tao cái bản. Đây này, mở ra một phát toàn tiếng Việt. Thế có vẻ đồ đẻo không? Mà mày bảo nhá, đã là bản Mỹ thì nó phải dùng tiếng Mỹ. Ai dùng tiếng Việt thì chả đồ đẻo. Đúng rồi nhỉ? Tiểu sử nó, mày ra chỉ quán cho tao. Tao đòi lại cho mày. Kêu tao, mày nhìn thấy cái gì đây không? Thấy gì không? Không thấy gì. Đi. Nè, bài tập làm văn hôm trước thầy giao về làm đề tài cảm nhận, thế em đã làm chưa? Thử xin hết rồi mẹ. Để trả nha. Tao làm được một tí này. Bạn không có cảm xúc đúng không? Bài này bài của em à? Vâng, của em. Này. Ôi, đây này. Tôi hỏi đây. Sao cái bài làm văn của em nó cứ nhoe nhoét, nó nghe hết đi cả thế này hả? Thì tại mẹ khóc ạ. Ui. Khóc á? À? Cái bài văn nó vớ vẩn hết lăng nhăng từ ba lăng nhăng gì hết nhăng hết cuội này mà khóc. Mẹ em chắc là ra sầu ra cảm lắm nhỉ. Không ạ, thật là mẹ tiếc. Tiếc à? Vâng. Tiếc gì? Thì mẹ tiếc là mỗi một buổi mẹ em phải mất mấy trăm nghìn cho cái môn bộ tập làm văn của thầy đây này. Mà cái bài viết văn của em đấy, thầy biết rồi đấy. Nhờ. Bài viết tốt. Tiếp theo. Em Mèo ơi, em nghĩ là em phải lấy vợ rồi. Mày xin lỗi đi. Sao mày xin lỗi à? Mày xin lỗi đi. Em có lỗi gì đâu. Tao bảo mày xin lỗi thì mày xin lỗi đi. Mày không có lỗi. Mày cãi tao à? Mày xin lỗi đi. Nhưng cái gì? Xin lỗi. Oh no. Em xin lỗi anh. Tốt. Mày có thể xin lỗi khi không gây lỗi. Thế là mày lấy vợ được rồi đấy em ạ. Không có lỗi, vẫn phải xin lỗi mới lấy được vợ. Là như nào? Ôi, anh ơi! Dạ, cho chú ạ. Dạ, chú cái gì ạ? Cho chú một cốc. Cho chú nửa cốc trà đá nhé. Nửa cốc, vâng ạ. Mà chú ơi, hả? Cho cháu hỏi tí, chú có phải là bố của thằng Giang Sa Đoạn không ạ? Chú đây. Cháu đang có chút thắc mắc ấy, thì chú giải đáp giúp cháu nhé. Thì mỗi lần ấy, thằng Giang Sa Đoạn ấy, đến đây nó toàn gọi đồ ăn đắt nhất quán cháu rồi ăn tùm lum hết. Mà tại sao chú đến đây chú chỉ gọi nửa cốc trà đá ấy? Có nhà chú giàu như thế, chú ăn uống đạm bạc ấy. Mà cháu không phục cái tính giản dị của chú quá. Giản dị cái mẹ gì? Cái thằng Giang Sa Đoạn ấy, bố nó giàu thì nó mới ăn tàn phá hại. Chứ bố ta có giàu đâu mà ăn tàn phá hại được nó. Này, cháu tưởng chú là bố của thằng Giang Sa Đoạn à? Thì đúng rồi, tao giàu thì nó mới ăn tàn phá hại. Bố tao làm nông nghiệp từ khổ của mẹ ra rồi. Thôi, mày lấy nước đi, mày làm ở đâu? Vâng. Anh bảo gì ạ? Chiều mình đi đạp vịt nhá.
À, nhưng mà có anh với em thôi ạ? À, không, chiều anh sẽ dắt người anh yêu đi cùng ấy. Em cũng vậy nhá. Nha. Vâng. Ê, Hồng Anh. Anh. Ừ. Anh đợi em lâu chưa? Ừ, anh cũng mới tới đây ạ. Ơ, người yêu của anh đâu? À, người... Em không hiểu à? Người anh yêu là em ấy. À, thế thì... Người em yêu đâu? À, Nước này. Dạ, đây ạ. Cho anh. Dạ, em cho anh ạ. À, thôi mình... mình đi đạp vịt. Cậu thử kể về cái bệnh tình của cậu tôi nghe xem nào. À dạ bác sĩ ơi, em có cái bệnh này nó hơi nan giải chút ạ. Là em là có cái tật là rất thích quan hệ với các chị đã có chồng. Mà mỗi lần quan hệ đều bị bắt tại trận. Mà mỗi lần bắt tại trận thì em bị đánh như tử luôn. Cái bệnh này là cái bệnh về tâm sinh lý. Cái bệnh về cái hormone ở trong cái tư tưởng của cậu ấy. Chính vì cái tư tưởng, cái suy nghĩ của cậu không có tốt, nên cậu cần phải có một cái môi trường tốt để thay đổi cái tư duy của cậu. Thì theo tôi cậu nên đi lính. Đi lính ấy nó rất khắc nghiệt, chặt chẽ. Có nghĩa là mình muốn đi đâu hay làm gì đều phải có kỷ luật kỷ cương. Chính vì vậy mà nó sẽ thay đổi con người cậu, làm cho con người cậu tốt hơn. Cậu hiểu ý tôi không? Ừ nhỉ. Thế mà em nghĩ rằng em phải vấy tập luôn này. Vào đi. Ai gõ cửa vô duyên. À, bác sĩ đây rồi. Đây rồi. Em lại là cậu à? Bác sĩ đã rất cảm ơn bác sĩ đã cho em một lời khuyên rất là chí lý ạ. Thế là cậu bỏ được rồi đúng không? Không. Không bỏ được. Chưa bỏ, vừa rồi bị bắn xuyên trên kìa. Sao lại bị bắn? Dạ, chả là em vào đấy em lại nổi cái tính thích quan hệ với vợ và tất cả mọi người trong đấy. Thế em đi ra quan hệ tất cả sư đoàn ấy luôn. Thế là bị bắn xuyên trên kìa. Thế cậu cảm ơn tôi vì cái gì? À, nói thế là bắt tay bác sĩ cả. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ. Nhờ bác sĩ khuyên bảo mà bây giờ em học được cách là mặc quần áo và trốn thoát rất là nhanh luôn. Thì... đâu nhìn thì đâu. Tôi hỏi anh nhá, thế người đàn ông nào mà khi nhìn thấy phụ nữ là cũng đều nhìn vào mông với ngực của người ta hết à? Đâu ai nhìn mông ngực, người ta phải nhìn vào chỗ khác. Thế nhìn vào đâu? Nhìn vào mắt phải không? Phải nhìn vào mắt. Nhìn vào mắt. Tôi bảo mắt anh là thấu não rồi, nhìn vào mông với ngực người ta kia kìa. Không phải. Em bảo này, em biết tại sao là phải nhìn vào mắt không? À, ý anh là nhìn vào đôi mắt. Bởi vì ở đôi mắt là cái cửa sổ của tâm hồn đúng không? Ngày xưa tán tôi cũng nói như thế đấy. Không phải, em biết là sao? Đấy nha, khi mình nhìn vào mắt người ta để có thể biết được khi nào người ta nhìn mình hay là nhìn ra chỗ khác. Chỉ cần người ta nhìn ra chỗ khác là mình có thể nhìn bốc vào ngực của người ta. Không là cái loại anh này. Đấy, tôi chỉ thử anh thế thôi. Thế mà đã lòi cái bản chất ra rồi. Thật á? Thật đâu mà thật. Mẹ lại chọc cho lòi hai con mắt bây giờ. Em này, em có biết là em rất giống một người không? Giống, dạ giống ai ạ? À, giống một nửa của anh mới tìm thấy trong năm 2018 đấy. Vâng, thế anh có biết rằng là anh cũng rất giống một người không? Ôi giống ai? Giống ai? Anh ấy giống cái người đầu tiên mà tôi đã từ chối trong năm 2018 đấy. Anh nhìn lại mình đi, đầu tóc kiểu gì mà vàng như cứt, đặt như tán gái. Mẹ cái phỏ.